Tiếp tục qua việc anh chị ơi, mẫu nhà này báo cáo anh chị nha, xây căn nào vào việc căn đó. Hôm rồi mà anh chị mà xem video của em Hải nhiều anh chị sẽ biết nha, căn này thiết kế đẹp anh chị, 4 phòng ngủ tất cả đều khép kín nhà vệ sinh và điều đặc biệt là tặng nội thất cho anh chị mình. Một căn nhà hiện đại với 2 tầng lầu 1 tầng trệt anh chị ơi, ở phía trên là đổ bê tông và có sân thượng luôn anh chị. Nhà là tòa lạc trong một cái khu dân cư mà em nói với anh chị mình ở đây là chỉ thấy nhà lầu thôi, ở đây là chỉ thấy nhà lầu thôi anh chị nhá, vào đây ở là tuyệt vời luôn anh chị. Mình hãy nghiên cứu ngay căn nhà này, nếu thấy phù hợp đi xem nha, em Hải chuyên review miễn phí. Anh chị nào có nhà đất review nha, vào việc. Mẫu nhà là hiện đại rồi đó anh chị, mình ngắm lại cái mặt dựng một cái nữa đi ha, mình ngắm lại mặt dựng thêm đi rồi bắt đầu mình sẽ bước vào bên trong để mình cùng tham quan về cái căn nhà này. Bước vào nhà là thấy hiện đại đấy nhá, căn này là thiết kế hiện đại như em báo cáo. Mình có thể để ô tô ngay trong nhà, hai bên đây người ta chạy led đẹp không quý vị ơi, và hai bên luôn bên đây có cái đèn chùm lớn rồi quý vị, đèn thả lớn nhá, sẽ được tặng kèm nội thất như trong video em Hải ghi hình anh chị nhá. Phòng khách thì sẽ có bộ bàn ghế ở đây rồi, có sẵn rồi anh chị nhá, ở trên là có chăn cao gối nệm luôn đó quý vị ơi. Bên đây là chỗ này mình để tivi. Nhà này là hướng chính tây anh chị nhá, anh chị nằm ở tây tứ trạch là hợp, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, là vị thế của căn nhà quý chị nhá, nằm trong khu dân cư bài bản. Cầu thang ở đây thì người ta thiết kế để một bên rồi quý chị. Những căn nhà kiểu như này quý chị, hôm giờ em Hải quay phim á là vào việc nhanh lắm quý chị. Anh chị hãy đi xem căn nhà này đi. Những cái mẫu này là mẫu hiện đại và hiện tại bây giờ là đang được thị trường đón nhận tuyệt vời luôn. Đây khu vực bếp là quý chị, bếp trên bếp dưới đầy đủ nhá. Bếp ăn đây và đi phía sau này sẽ có một cái giếng trời quý chị, và xa ra bên đây là nhà vệ sinh nhá. Nhà là bám trục đường DT743 quý chị, một đường thẳng đó anh chị về Thủ Đức, về thành phố Hồ Chí Minh rất thuận tiện luôn. Đường ở Bình Dương to lắm quý chị ạ, đi lại thuận tiện. Lên lầu rồi quý chị. 2 phòng ngủ khép kín luôn nhà vệ sinh, khu vực lầu 1 này em sẽ quay lần lượt cho anh chị mình xem nha. Hướng ra ban công rộng rãi rồi quý chị, chăn ga gối nệm và tất cả các cái nội thất đi kèm này để lại hết luôn anh chị nha. Chỗ này mình để tivi anh chị nha, tủ âm vào tường đầy đủ này, bên đây mình để đồ áo này quý chị. Xem với nhà vệ sinh khép kín này quý chị. Phòng ngủ số 2, cái hành lang cũng khá là rộng quý chị. Phòng này thì em nghĩ là dành cho các bé là hợp lý luôn quý chị ha. Có cửa sổ này đầy đủ này đấy, tủ rất nhiều nhá, nguyên một cái giải tủ ra ngoài đây, vẫn là tủ đồ áo ở phía sau cánh cửa này, tủ đồ áo này quý chị. Nhà vệ sinh của mình đây quý chị. Vậy là kết thúc lầu 1 rồi, lên lầu 2 quý chị ơi. 4 cái phòng ngủ luôn anh chị ơi, và tất cả là khép kín nhà vệ sinh luôn anh chị nhá. Nhà vệ sinh ở bên trong luôn. Ở lầu 2 này là 2 cái phòng ngủ này không có nội thất anh chị nhá. Một căn nhà với 4 cái phòng ngủ khép kín là tuyệt vời anh chị nhá. Trên thị trường là những cái nhà kiểu vậy là không nhiều đâu. Phòng ngủ số 4 đây. Đó. Mình sẽ đi lên xem cái sân thượng quý chị nhá. Nhà vệ sinh khép kín đây rồi. Lên phía trên quý chị ơi. Nhà phía trên đây sẽ có 2 cái sân thượng trước và sau. 60m2 là diện tích đất của căn nhà. Ngang 4x15 anh chị nhá. Cái sân thượng phía trước đây quý chị ha. Đó là 2 sân thượng anh chị nhá. Ồ quá đẹp luôn anh chị ơi. 37 gọi gặp chủ nhà nói chuyện anh chị, tặng full nội thất 4 phòng ngủ khép kín. Rất đẹp. Anh chị nào thấy phù hợp vào nhá. Em xin cảm ơn.